Dịch bệnh tại các địa phương vẫn rất phức tạp, nguy cơ xâm nhập vào Đà Nẵng và lây lan vẫn rất lớn. Vì vậy, cần tăng cường các biện pháp kiểm soát ngăn chặn dịch. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 25 tháng 10 để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết đề nghị các đơn vị địa phương tăng cường hỗ trợ triển khai ứng dụng quét mã QR code đối với các cơ sở buôn bán kinh doanh, nhất là với cơ sở nhỏ lẻ. Đề nghị Sở Y tế nghiên cứu ban hành sổ tay gia đình về phòng chống dịch, trong đó cập nhật những kiến thức cơ bản cho người dân. Ngành Y tế cũng lưu ý việc cập nhật thông tin tiêm chủng, đồng thời tổ chức truyền thông việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, trong đó cần giải thích tư vấn kỹ các vấn đề liên quan. Với chính sách hỗ trợ cho người dân còn thiếu thì phải làm gấp. Thì tôi thấy là Ủy ban cũng đã ban hành nhanh cái gói hỗ trợ thêm 37.500 người rồi. Thì tuy nhiên đề nghị các địa phương là một là anh nào mà phường nào á, hoặc là tổ dân phố nào mà chưa triển khai được một thì đề nghị là làm gấp, làm sớm. Thứ hai, các phường, các địa phương thì rút kinh nghiệm trong cái đợt một để đừng để sơ sót hoặc đừng để có những cái thông tin gì khác liên quan đến cái gói hỗ trợ thêm cho cái gói 2903 này nữa. Cái thứ hai là đề nghị Sở Lao động, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sớm rà soát và trình lại cái số lượng lao động tự do theo thành phần đối tượng mà đã có ý kiến á, để hỗ trợ sớm trong đợt này. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý tình hình dịch vẫn đang phức tạp, nhất là ở các địa phương lân cận nên các quận, huyện, phường, xã không chủ quan lơ là, phải tăng cường kiểm tra giám sát các trường hợp về từ vùng có dịch. Chúng ta giám sát cái này thì phải chặt chẽ, rút kinh nghiệm của cái lần trước. Cho nên là tôi thấy là các địa phương là hiện nay là các đồng chí đã phân công, phân nhiệm rất là cụ thể để mà chúng ta theo dõi ở đối với những người về từ vùng dịch về. Quan trọng nhất là họ cách ly tại nhà đó thì phải cách ly 100% ở nhà đó chứ không có được đi ra ngoài. Điều đó là giám sát của cộng đồng rất là cao, rất là lớn, rất là hiệu quả. Cho nên đề nghị là các địa phương chúng ta quan tâm cái việc đó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế căn cứ vào tình hình thực tế để tham mưu hướng dẫn việc kiểm soát người vào thành phố, linh hoạt áp dụng các biện pháp xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch. Chuyển từ cái xét nghiệm đại diện hộ gia đình 50 đại diện hộ gia đình được chuyển qua các vấn đề xét nghiệm đối với những người về từ vịt và những người có liên quan, là những người, tức là gia đình của những người mà có người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về thì chúng ta xét nghiệm 100% đối tượng này. Thứ hai là xét nghiệm với lại những cái lực lượng có nguy cơ cao. Tôi nói ví dụ như các chốt tại sân bay, bến cảng, bến xe. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các cơ sở không thực hiện việc quét mã QR code. Các đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, triển khai và hoàn thành các gói hỗ trợ theo chủ trương của Trung ương và địa phương. Trong đó lưu ý nhóm đối tượng là những trẻ em có người thân mất do COVID-19.